Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chapter 4 tập 2. Okay, sau khi đánh bại Tiểu Hoàng Long xong thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trên đây. Okay, đánh bại tất cả những con quái ở đây trước đã. Rồi, phía trên đây chúng ta sẽ đối đầu với lại con bò cạp thứ ba, một trong bốn đứa con của độc địch đại dương. Mình hết tinh phách rồi, xong mình định thân đến một tinh phách thôi. Nếu như đánh theo kiểu này thì mọi người rất là dễ thở, không có bị con này nó tấn công chúng thế nào nữa. Thế là xong, rất mạnh đúng không? Đây là lối chơi và lối build mình cảm nhận là khó chịu nhất trong tất cả các lối chơi. Mình lấy thuốc giải độc cái đã. Đây rồi, hồi nãy mình uống thuốc kháng băng à. Thế quái nào nãy giờ mình bấm nó không uống vậy? À, chúng ta lượm tí dược liệu. Ở đây là bích ngẫu. À, phía trên còn có một con bắn cung nữa. Đây là thôi cứ kệ, cứ đi qua đây trước rồi. Bên đây chúng ta sẽ có một cái tinh phách. Mình thì vẫn chưa ra được cái mặt nạ của con cào cào này. À, mọi người có thể đánh siêng năng đánh mấy con này nhiều hơn để có thể rớt ra item ấy. Nói chung là lần chơi nào cũng khá là xui xẻo nên khi là chưa rớt ra được cái vật phẩm này. Nhưng mà không sao, mình sẽ quay lại farm sau. Rồi ở đây chúng ta sẽ có tinh phách của con bắn tơ ấy. Mọi người đánh hai con nhỏ trước rồi sau đó mới đánh nó nha. Nếu không thôi thì nó sẽ bắn tơ rất khó chịu ấy. Đấy, như thế này nè. May là né được. Kìa, có gì đấy nhỉ? Đóng băng nào. Ừ, con này không đóng băng được. Bây giờ không đóng băng ăn một gậy của lão tôm. Có một số con thì không thể bị đóng băng được ấy, cho nên là thay vì đóng băng thì mình sẽ chơi theo kiểu làm cho nó bị ngã. Rồi, lấy tinh phách thôi. Và chỗ này mọi người lưu ý là sẽ có một cái lá bùa ấy. Cho nên là đừng nên bỏ qua, đây là nhiệm vụ của cái caster này. Nhiệm vụ của tứ muội. Tứ muội là yêu quái nhện hay giúp đỡ chúng ta ấy. Khi mà lấy được 4 lá bùa này chúng ta sẽ giải thác được tứ muội. Nhưng mà thực sự phải nói là đây là hắc thần thoại. Cho nên là chuyện khá là buồn sau khi chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này. Không hoàn thành thì cũng không giải thoát được, mà hoàn thành thì cũng chả giải thoát được. Mà thôi chúng ta nên làm đi, làm thì chúng ta mở được khóa được một cái nhiệm vụ có thể nó đầy đủ hơn rất nhiều ấy. Ok, trước tiên lên gỡ lá bùa thì mọi người đi lên đây và rẽ sang phải có một cái rương, với lại cái con chuồn chuồn khi nãy bắn chúng ta cũng ở trên đây nè. Xây côn đó nha, đừng đánh kẻ nó chạy tới chạy lui có chịu lắm. Dạ xong. À, dược liệu.
Ok, để mình đổi từ pháp lực một chút xíu cho nó nhiều pháp lực. Rồi, cái lá bùa thứ ba nó nằm ở đây. Và vị trí này coi như là những cái vị trí gọi nó là ẩn của lá bùa này mình đã lấy hết rồi, còn một vị trí lá bùa cuối nữa. Nhưng mà nó khá là dễ lấy, cho nên là mọi người chỉ cần đi đến chỗ boss cuối thôi là mọi người sẽ thấy được lá bùa đấy. Nếu như mọi người chưa lấy lá bùa ở đây thì đến cái vị trí lá bùa cuối ấy, nó sẽ có một cái bức tường vô hình cản mọi người để mà phá lá bùa cuối đấy. Cho nên là phải mở những cái lá bùa ở trong hang này trước nhé. Rồi, chúng ta lấy linh uẩn nào. Rồi, ok, chả còn gì nữa cả. Nhảy xuống đây nhé. Cứ nhảy xuống không mất máu đâu. Ở dưới đây có tơ nhện đỡ là rồi. Rồi, phía đây là phía cây cầu hồi nãy chúng ta đã đi. À, bây giờ chúng ta đi đường này, đi cốt truyện chính này.快来快来，他们到了！要不是三姐姐你成亲，这么着急做什么？叫你编排我，今天我就收拾收拾你这小蹄子。好姐姐，就饶了我吧！来了来了，先来过来了。我来迟了，妹妹们久等。我当母亲日思夜想的是个什么俊俏郎君，怎么生的这般憨丑？嘴脸是有些肮脏，丑是丑。 听说以前倒还有些本事，为了抓他，母亲的家传宝贝都用上了，可是费了姥姥劲儿了。二姐姐真是勤谨啊，捉的好东西，也不先让妹妹们尝尝。妹妹好大的气性，母亲心心念念要嫁的人，少根指头，咱们都没好果子吃。嫁了他又有什么用？ 我们还不是一辈子守在这鬼地方，连你也不消停，想看就去前头看。我说妹妹们，这还没开始行礼，你们就急着要闹喜糖了？嗨，不过是母亲修炼用的金元，我们呢，别操那没用的心。姐姐，人我就交给你，一路辛苦了。 姐姐，母亲是老糊涂了，妹妹们又不晓得事，难道你也看不出来吗？你就当心疼心疼母亲，也是我们做儿女的尽一次本分。我何尝不心疼她？她数十年的病根一直好不了，正是拜着唇无所赐，不恨就罢了，还这般作践自己，我是咽不下去。有些事情。 不看对错美丑，更不论强弱输赢，都是机缘巧现编织的宿命。姐姐，你我当时都未出生，不曾见母亲用过的情，自然也参不透她今日的痴心。世伯那边。
走一步看一步吧，借来的福分，能多享一日，也是好的。你随我来，前面便是母亲的蓝房了，这里有几句话要叮嘱你。母亲平日里都是好的，唯有吃饭时只爱独享。 千万别去沾惹他，还有，别细看他的脸，尤其是眼睛。姐姐，不能再耽搁了。我的话，你可要细细记住了。快去，别误了时辰。哥哥，你让青山当中的苦啊！ 天上果然不是人过的日子，能回来就好。姑娘们，排宴。哎 ，OK， chúng ta tiếp tục đi nào. Vừa rồi là bắt giới bị cây kim kia kiểm soát, khiến cho phải nghe theo lệnh của mấy yêu nhện. Bắt giới cũng sẽ không sao đâu. Tại vì yêu nhện nó chỉ muốn bắt bắt giới lại để nói chuyện cũ thôi. Ở đây có khá nhiều nhện cho nên là cứ cẩn thận là kẻ nó nổ mất máu ấy. Ngay đây khi đi xuống rồi sẽ đối đầu với một con cào cào đấy. À, con này thì cũng chả có gì cả, đánh nó cũng rớt ra cái mặt nạ thôi, nhưng mà mùn thì may mắn. Nó bị kẹt rồi. Rồi ở đây có mấy con rùi nha, người cẩn thận nên hô gậy và đập nó trước. Tại vì ở đây khá là đông đấy, đừng vội đi xuống dưới cái khe nứt này. Ơ kìa. Đấy khá là khó chịu á, mấy con này rất khó chịu và tụi nó tí nữa tụi nó sẽ rất là đông. Đừng có vội đi xuống cái khe nứt này trước nha. Nếu như mà đi xuống cái khe nứt này trước ấy, thì tụi nó sẽ hội đồng rất là kinh đấy. À, bình thường thì mọi người có thể dồn nó chung lại một đám rồi sau đó dùng pháp bảo định phong châu ấy, nổ một phát là cả lũ chết hết luôn. Nhưng mà bây giờ hơi ít, mình nghĩ là mình có thể dọn được. Ây à, khá là khổ. Lần này không được mượt cho lắm. Thôi thì mọi người cứ đập, đập được con nào hay con nấy. Rồi sau đó dồn nó lại và sử dụng định phong châu nữa. Lấy cái đánh bớt nó đi cái đã. Rồi con nào rớt xuống thì cứ rớt đi. Rồi, để cứ để cho nó rớt xuống dưới. Đấy, cẩn thận kẻ bị ngã xuống dưới nha.
Dưới đây thì có một cái rương. Đây này, cái rương này nằm ở đây. Mọi người có thể dùng tụ hình tán khí để mà nhảy xuống dưới đây mở rương luôn, không bị ngăn cản bởi mấy cái con bọ này. Dạ, dạ, chạy cái đã. Đấy, 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 nếu như mọi người xuống đây quá sớm mà đông như thế này thì sẽ bị bao kích như thế, bao vây như thế. Mình sử dụng định phong châu để mà nổ chết bớt mấy con rùi đi. Để nó đánh mấy con sâu thì thôi, mấy con sâu thì cũng bình thường, nhưng mà khó chịu nhất vẫn là cái tụi rùi này. Dùng định phong châu nhưng mà mình dùng hơi lỗi, mình có thể dồn nó làm cục rồi sau đó dùng một phát là lũ rùi này cút hết luôn. Mình khá là chật vật. Rồi, xong hết rồi. Khi đánh mấy con sâu lớn này mọi người sẽ được item nâng cấp, 5 cấp linh đơn. Xong rồi cứ tiếp tục đi tiếp thôi, rẽ sang phải, ôm sát phải mà đi. Ở đây sẽ có kha khá mấy con nhện nhỏ, chứ cũng chả nguy hiểm gì cả. Mình có thể bỏ qua thôi cũng được. Rồi, ở đoạn này phía trước có một cái con chuồn chuồn bắn cung. Và xung quanh có mấy cái gã như thế này. Mọi người có thể dùng tụ hình tán khí để bỏ qua hoặc là đánh hết tụi này luôn. Ok, khá chật vật. Sao cả. Rồi, mọi người nhanh chóng đi vào trong cái khe nước này nhé. Lúc nãy mọi người có thể dùng tụ hình tán khí để mà đi vào trong đây luôn ấy, không cần phải đánh mấy cái con kia làm gì cả. Nhưng mà nếu mọi người cần kinh nghiệm, cần linh ẩn nhiều hơn thì siêng năng đánh tiếp cũng được. Rồi, sau đó chúng ta đi lên đây, rồi rẽ phải, sẽ có một chỗ để thiền định.
Ok. Tiếp tục ôm sát phải và đi thôi. Đây, con chuồn chuồn khi nãy bắn chúng ta nè. Rồi. Ở đây mọi người nhảy xuống chỗ này lấy linh ẩn. Dưới đây sẽ có một cái miếu nhỏ. Đấy, mọi người cứ thoải mái nhảy xuống mà nghỉ ngơi nha. Chúng ta có cách để mà leo lên lại, không có gì cả. Rồi khi nghỉ ngơi xong thì mọi người cứ nhảy lên trên đây thôi. Đấy, cái đoạn mà cao như thế này á, mọi người nhảy kết hợp đánh mạnh nha. Nhảy kết hợp đánh mạnh nó giống kiểu sẽ nhảy hai nhịp vậy. Đấy, mọi người có thể hiểu nhảy cao hơn. Rồi, tiến lên trên đây chúng ta sẽ gặp một con ếch. Con ếch này có khả năng gây độc rất khó chịu. Mọi người nên dùng thuốc kháng độc trước khi đánh nó. Mình thì mình hết rồi. Mình hết thuốc kháng độc rồi. Mà mọi người nhớ sử dụng thuốc kháng độc để mà đánh có con boss này nha. Nếu không có thuốc kháng độc thì đánh nó khá là chật vật ấy. Và mình nghĩ tí nữa mình sẽ đánh nó khá là chật vật đây. Kệ không sao cả, vẫn qua thôi, con này khá dễ. Đấy, nó gây độc khá là khó chịu. Oh no. Đấy, nếu không có thuốc kháng độc thì mọi người sẽ chết Limey y chang tôi. Trời ơi. Ok, đi tiếp thôi. Khi đánh bại con này mọi người sẽ được một cánh tay Phật. Và ở đây thì có hai nơi có cánh tay như thế, đó là con bọ mà chúng ta đã đánh. Con bọ có đuôi là cánh tay, đó là một vật thí nghiệm. Còn cái cánh tay này là bị cái con ếch này nó nuốt phải rồi. Kệ, cứ tiếp tục cái combo đóng băng tay côn thôi. Ơ kìa. Rồi phía dưới thì cũng không có gì phải đi cả, chỉ có mấy con nhện nhỏ là thôi, mọi người có thể bỏ qua, mình thì sẽ bỏ qua tại vì chỉ có mấy con nhện chả có đồ gì cả. Nên cứ tiếp tục đi tiếp con đường này. Ở đây sẽ có linh ẩn và một con nhện. Đây. Mọi người đặt nó và lấy linh ẩn để mà hồi lại hồi lô thôi. Mình thì đang build theo lối chơi theo kiểu xây côn, cho nên là mình cứ xây côn thôi, mình không đánh thường. Xây côn nó sẽ gây sát thương liên tục ấy, nó sẽ hồi tinh phách và cung cấp một lượng nguyên khí của nó là khổng lồ luôn. À, tụ hình tán khí để xóa thì búp đi nhé, nếu mọi người không có thuốc. Rồi, cuối cùng chúng ta đã đến được vị trí của chư bát giới rồi.
À, sắp tới chúng ta sẽ đánh nhau với lại chư bát giới, và đây là phase đầu tiên của chư bát giới. Rất là đơn giản thôi, mình cứ đóng băng rồi đánh như bình thường. Nhưng mà sang phase 2 sẽ khác đấy. Giới chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái chiến thuật gọi là đóng băng. Ở phase 1 này thì chiến giới có thể bị đóng băng, nhưng mà sang phase 2 thì chiến giới không còn bị đóng băng nữa, nên là ở phase 2 chúng ta sẽ đánh kiểu khác. Ok, chúng ta chuẩn bị đánh phase 2 của chư bát giới thôi. Ở phase 2 này thì chúng ta đánh nhau với chư bát giới ở một cái vũng bùn ấy, cho nên là không thể nào mà chúng ta lộ một cách bình thường được. Ok, mình sẽ chuẩn bị đánh chư bát giới. Rồi, sau khi chuẩn bị thì mình sẽ lấy cái tinh phách Sa Nhị Lan này để làm cho chư bát giới bị ngã nha mọi người. Định Phong Châu cũng sẽ làm chư bát giới bị ngã. Tại vì sang cái phase 2 ấy thì chư bát giới không bị đóng băng, cho nên là chúng ta phải sử dụng những cách này thôi. Tiếp tục vẫn là điểm Seiko, và thế đánh thì mình sẽ sử dụng thế chống gậy nha mọi người, chống gậy để mà có thể né được những đòn ở phía dưới của chư bát giới, tại vì chúng ta lộn rất là khó. Định thân, và một cái phép nữa đó chính là anh hổ gì nhá. Khi mọi người sử dụng anh hổ này thì ảnh có thể berry được ấy, kiểu không phải berry mà là đỡ đòn mới đúng. Ta có thể đỡ đòn và chống cái chiêu cực kỳ khó chịu của chư bát giới ở phase 2 này. Ok, chúng ta tiến vào đánh boss thôi. Ở phase này thì mình sẽ chú trọng vào việc làm cho bát giới bị ngã liên tục để mà đánh cho nó dễ hơn thôi. Còn lại né thì mọi người nếu có thể canh chuẩn thì có thể né được. Còn nếu không canh chuẩn thì mọi người có thể chống gậy lên ngay cái vũng bùn ấy để mà đỡ phải né. Thank you.
Đấy, cái sóng phát ra từ cái tinh phách này có thể làm cái giới bị ngã. Đấy, mình không cần phải né gì cả, chống gậy lên để hết combo rồi đập gậy thôi, chứ giới lại ngã. Chúng ta lại vào Seiko. Đấy, cứ làm cho chú cái giới bị ngã liên tục. Như thế chúng ta không cần phải né. Ây da. Rồi, chống gậy lên thôi. Đấy, hoàn tài nó không cần phải né. Định thân lại và xây côn để hồi tinh phách. Nếu chịu giới đánh thì chúng ta lại chống gậy lên thôi. Đấy, tập tiếp. Đấy, cái tinh phách này cực kỳ khó chịu luôn. Thì nó sẽ làm cho kẻ thù bị ngã liên tục. Boss cũng có thể bị ngã. Và sang cái phay này thì chưa biết giới hoàn toàn là rất khó bị ngã nha. Giới sẽ biến thành một con lợn màu đen. Và ngoài ra chúng ta còn biến thành tê giác và cá chê nữa. Nhưng không sao, mình đã chuẩn bị mọi thứ để mà kháng đây những thứ này rồi. Rồi, vừa vào thì mọi người chạy lòng vòng né giúp mình nha. Chứ biết giới sẽ lao tới mọi người. Ấy, có thể dùng tụ hình tán khí luôn cho khỏi phải né nữa. Rồi, chứ biết giới sẽ bị trượt và ngã. Rồi, chúng ta lao vào chúng ta tiếp tục xây côn nha. Định thân lại xây côn để hồi tinh phách, hồi pháp bảo định không châu. Đấy, chống gậy lên, mọi người có định côn chống gậy cứ đập nha, đập cho biết giới bị ngã. Ngã lại vào xây côn thôi. Định không châu ngã tiếp này. Này sang phay rồi nên các giới không thể bị ngã được nữa. Giới sẽ biến thành cá chê. Rồi mình cứ cẩn thận là được, không có gì cả. Biến thành cá chê thì mình cứ bỏ chạy, tụ hình tán khí bỏ chạy ra. Đó, khi hết combo thì giới sẽ biến thành một con tê giác nữa, ba con tê giác đúng. Rồi khi biến thành tê giác thì mọi người biến hình cho mình thành hổ, hổ huynh nha, hổ huynh nha, con khách hổ ấy. Đấy, sau đó mọi người giữ cái nút mà xoay côn ấy để có thể đỡ đòn. Ấy, cứ giữ để mà đỡ đòn. Rồi cứ giữ giúp mình. Đấy, nó dùng điểm nộ mà đập thôi. Trang thay này thì bác giới cứ liên tục biến thành cá chê và tê giác. Nên mọi người cứ có còn hổ thì cứ đứng đỡ. Chúng ta còn phép tụ hình tán khí nữa. Ở đây nếu mọi người không né được thì có thể sử dụng phép tụ hình tán khí hoặc chống gậy lên như thế này. Chống gậy lên như thế này thì mọi người chỉ kiểu bị mất máu một chút thôi mà không thể ngã được. Rồi, tụ hình tán khí. Rồi sau đó đánh như cũ thôi. Định thân là đánh. Bắt giới thì đánh cực kỳ đơn giản, không có gì phải gọi là khó. Khó ở đây là do địa hình chỗ này, cái bụng bùng này khiến cho mọi người không thể nào mà né tránh một cách dễ dàng được thôi. Chứ ngoài ra rất đơn giản.
ghế là bị bắt đi rồi. Rồi không hiểu sao như phần chơi game này nhìn bác giới chả khác nào đường tăng nữa. Cứ bị bắt xuống rồi. Rồi xong rồi chúng ta sẽ nhận được vài cái vật phẩm phải nói là rất có ích cho cái nhiệm vụ trong map ẩn. Vật phẩm gọi là vật phẩm quan trọng luôn ấy. Rồi chúng ta vào đây nghỉ ngơi và tiếp tục đánh boss tiếp. Không phải đi một đoạn nữa, phải đi một đoạn nữa mới đánh boss rồi. Ở đây thì chúng ta sau khi đánh xong bát giới thì sẽ được cái bộ giáp này. Bộ giáp này thì nó thiên về kháng sát thương với lại thần lực. Thần lực ở đây là khi mọi người hóa thành một con yêu quái đâu, ví dụ như hóa thành hổ ấy, mình có thể kiểu lâu hơn và hồi thần lực nhanh hơn. Khi mà cơ thể mọi người bị dính bùn ấy, dính bùn ở đây là mọi người lộn ở dưới bùn đen hay là như thế nào ấy, thì mọi người sẽ được nhận những cái hiệu ứng này. Và mấy hiệu ứng này sẽ duy trì cho đến khi lớp bùn đen nó biến mất. Bộ đồ này duy nhất là chỉ dùng để đánh nhau ở những cái nơi mà dính bùn như thế này thôi. Còn ngoài ra mình đánh giá bộ này cũng không có đa dụng nữa. Khi mà sang New Game Cộng ấy, đánh bát giới sẽ trở nên kiểu khó khăn hơn. Tại vì lượng đam bát giới có thể kiểu one hit được người chơi luôn ấy. Cho nên bộ đồ này sẽ giúp cho mọi người biến hình liên tục để mà có thể kháng được những cái thứ đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cộng lại điểm một chút. Mình sẽ quay lại thế đánh cũ. Ở khu vực này có một vật phẩm rất là quan trọng nha. Đó chính là cái con mắt thứ tư. Con mắt thứ tư này để giúp cho mọi người mở ra một con boss ẩn ở chapter 6, chapter cuối. Ok, xong con quỷ dạ so này. Rồi, mọi người cứ đi tiếp trên đây thôi. Ở ngay đây, chỗ này sẽ có một con khỉ. Nó đang ngồi trên cái đầu Phật ấy. Cho nên là nhảy xuống dưới. Rồi. Khi con khỉ này đi, chúng ta sẽ tiến tới cái đầu Phật để lấy cái món item quan trọng đấy. Rồi, và đây là con mắt thứ tư. Như thế là chúng ta đã có 4 con mắt. Và 4 con mắt này đã mở được cái con boss ẩn ở chapter 6 rồi. Ở dưới đây thì chỉ có một số dược liệu là bích ngẫu thôi. Mọi người chưa có hạt giống, chưa có item ngâm rượu thì có thể đi farm thêm. Ok, mình đi lộn đường. Rồi, đi tiếp trên đây. Đây sẽ có một tinh phách với lại con bọ cạp cuối cùng. Mọi người đánh trước có con tinh phách. Bắn cung này giùm mình nhé. Con này mọi người cứ xây côn thôi. Đừng có đánh thường là mình đã.
Cái xe côn hết hơi lập lại kiếm chắc xe côn tiếp. Chứ mọi người mà đánh thường nó sẽ bay nhảy rất là tứ tung. Đấy, và nó bắn rất là đau. Để hồi thế lập lại tiếp tục xe côn tiếp. Xoay đến khi nào mà nó đi thì thôi. Rồi, mọi người để lại cái linh ẩn đó nha. Không để tin phách với đúng mình nó nhầm. Để khi chúng ta đánh cái con đánh con bọ cạp ở đây ấy, khi mà lỡ có bị mất máu chúng ta sẽ hồi hết lại hồ luôn. Thì cẩn thận nha, con này thì nó cũng như những con khác thôi. Đấy, mình sẽ làm cho nó ngã liên tục nhưng mà cho dễ đánh. Thế là xong. Rồi, ở đây chúng ta còn một con yêu quái nấm nữa, nó đang nằm ở ngay đây. Khi mọi thứ xong xuôi hết rồi thì mọi người vào lấy cái tinh phách này thôi. Đấy, như thế thì mọi người có thể hồi được đầy đủ hồ lô sau khi giải quyết xong cái đống ở đây. Rồi, chúng ta đã có tinh phách của con chuồn chuồn bắn cung này. Thì nó bắn một phát là gây đập luôn ấy. Nhưng mà mọi người thích có thể sử dụng. Rồi chúng ta đến cái miếu nhỏ này nghỉ ngơi và chuẩn bị đánh boss thôi. Đây là con boss nhện và nó cũng chả khác gì con boss nhện đầu tiên cả, ngoài một cái chiêu cực kỳ khó chịu của nó. Tí nữa mình sẽ cho mọi người thấy cái chiêu khó chịu đấy, nhưng mà tốt nhất là mọi người nên né tránh, đừng nên dính cái chiêu đấy. <音>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 <音
这怪你师兄，是他把唐僧肉看得比你们姐妹的命要紧。师兄是一时糊涂，事后他悔恨交加，做了许多补偿，甚至不惜用那东西替我续命，不然。 我怎能撑到今日见你？好妹妹，你是我的当真，那东西如今在你手上。<笑>哥哥，到了此刻，你心里惦记的还是那只猴子？什么猴子？胡说！臭猴子哪有你标致？<笑>
再多说些我还听了，待我听快活了，兴许大发慈悲，告诉你那东西在何处。你这恶妇，有胆去全面照着，都这般岁数了，还念些情情爱爱，当真可笑。我困在这洞中。 日日等你，时时想你，想着同房后立刻吃了你，治好我这病根。要吃便吃，搞这一出拜堂敬酒，弄些个恶心噱头，发什么家闹风？我呸！吃不下去，不单是为你，更是为他。 小女儿又黑又丑，鬼知道是谁的孽种！你今日这般下场与我毫无干系，我只恨自己当时的心慈手软。你怎么才来啊？我险些就死了！快快降了这妖魔，放我下来！我此生最恨猴子。 回回都是你们坏我好事，我究竟哪里不如这些猴子？既然你这么喜欢猴子，我便抛了他的心，挖了他的肝，与你一起尝尝。哎，你这个要我说你。 Thôi xin cho con lọ xuống sông mà. Ai, dạy cho chị. Rằng lọ xuống thì mới thêm bạn. Chứ bảo là cái gì vậy chứ. Ai, thêm một cái con mà. Mày thích điểm đầu con này. Này, cái đánh gì bình thường con này. Tao nói là nó cực kỳ dễ. Nó chỉ nhìn thấy ghê. Cẩn thận, nhiều khi cũng nên giữ khoảng cách với nó nha. Và giữ khoảng cách có thể dễ dàng né mấy cái đòn tơ đó nhiều hơn. Lại còn một đòn cực kỳ khó chịu nữa, đó là đòn sóng âm. Ý nữa nó sẽ làm cái đòn đấy, nếu mọi người trúng mọi người sẽ bị vào cái thế giống kiểu là đứng im tại chỗ ấy. Kìa, cái cục. Ổn quá, bị thương thai rồi. Rồi. Cái ăn vài gậy nó bất tỉnh đó mà. Đấy, đây rồi mọi người cố gắng chạy thật là xa ra nhé. Đấy, khi mọi người chạy ra xa thì nó sẽ không đưa mọi người vào trong cái lãnh địa đó. Có thể dùng băng để mà đánh con này, kiểu nó cũng bị đóng băng á, cho nên sẽ dễ dàng hơn là đánh ngã như này. Giấy thật biết vậy khi nãy mình đánh băng rồi. Ooh, she's cool.
Mấy cái đòn sóng âm này này, mọi người cố gắng mỗi lần thấy người nó sáng sáng này mọi người cứ bỏ chạy là được, đừng có để bị trúng. Chúng ta hơi thiện. Nếu khi khó quá thì thôi mình hóa thành hổ rồi. Để tích đầy nổ, tích đầy nổ có thể bấm được chiêu số 1 ấy. Chiêu này sẽ kích hoạt rất nhiều sát thương. Rồi, bây giờ mọi người chém cú nào sẽ rất là chí mạng cú nấy luôn. Chém cực kỳ đau. Vì đây là boss chính cho nên nó rất là dễ. Dễ để còn người chơi để có thể vượt qua được. Chứ mà khó quá thì sao mà đi tiếp được đúng không? Rồi nhện khá là nhiều, ở đoạn này thì các con bỏ chạy thôi là được. Mọi người có thể dùng phép vẽ vòng lửa và chống gậy lên để mà nhìn tụi nhện thì cho vui cũng được. Nhưng mà làm thế cũng chả thoát được ấy, cho nên là thôi mình cứ chạy đi nha. Rồi tứ muội lại một lần nữa giúp chúng ta thoát khỏi cái tụ nhện đấy. Rồi lạc già hương đoàn nâng cấp hồ lô. Rồi ở đây sẽ có một cái miếu nhỏ và đây sẽ là cái phần 2 của chapter 4. Ok, trước tiên đi tiếp ấy, thì mình cần làm một số thứ đã. Nâng cấp vũ khí mới này. À, đây là cái vũ khí sau khi đánh xong con nhện này nó sẽ tăng tới tận 12% tỷ lệ chí mạng lần. Cho nên là nó sẽ rất là thích hợp để mà chúng ta sử dụng kết hợp với lại cái bộ đồ chúng ta đang mặc. Tỷ lệ chí mạng càng cao thì hồi pháp bảo càng tốt. Với lại khi ở trong trạng thái bị trúng độc thì mọi người sẽ thể gây độc thương cho kẻ thù nữa. Đây là một món phải nói là rất hợp cho việc mà build quay côn. Ở đây thì mình sẽ phải đổi thành cái đuôi bọ cạp này. Khi uống hồ lô chúng ta sẽ ở trạng thái bị trúng độc ấy. Và mọi người thích thì có thể chơi như thế này cũng được. Còn ở đây hiện tại thì mình sẽ chơi cho mọi người xem thử thôi. Tinh phách ấy thì mình chưa về để mà nâng cái con sâu lên. Đúng rồi, mình chưa nâng con sâu. Bây giờ mình sẽ quay về để nâng con sâu cái đã. Để mình gắn tất cả những báu vật gây độc ở đây. Mọi người thích thì có thể làm giống như mình nha. Còn hiện tại thì mình chỉ cố gắng làm cho mọi người xem cho vui thôi. Chứ lối build này rất là nguy hiểm. Tại vì mọi người có thể bị mất máu liên tục ấy. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa xong chapter 4. Khi xong chapter 4 chúng ta sẽ có một cái bộ đồ. Đây, bộ đồ kết hợp với cái găng tay này. Nó sẽ giảm sát thương độc cho mọi người rất là nhiều. Nó sẽ khiến cho mọi người đỡ bị mất máu bị độc hơn. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển về thôn để mà nâng cấp cái con sâu. Ok, trước tiên là nâng linh đơn lên tí đã. Mình sẽ chú trọng vào hai thứ đó chính là pháp lực là mana với lại thể lực là stamina để quay côn với lại xài phép được nhiều hơn. Rồi sau khi xong thì mình sẽ muốn cộng một chút vào hồi thể lực. Mọi người có thể cộng thủ cũng được nhưng mà mình thấy thủ nó cũng không có tốt bằng cộng máu.
Thay vì cộng thủ, mọi người nên đi cộng máu nhé. Mình thì hồi thế lực càng nhiều càng tốt, để chúng ta có thể xoay côn được nhiều hơn. Rồi, vẫn còn thiếu một lạc già hương đằng nữa. Rượu thì chúng ta nâng cấp full cả rồi. Hồ lô chứ, xin lỗi. Hồ lô chúng ta nâng cấp full cả rồi. Khi hồ lô chúng ta nâng cấp full ấy, thì sau này chúng ta sẽ đổi thành một cái hồ lô có thể uống được tới tận 10 lần uống cơ. Rồi, chúng ta nói chuyện với lại lão rồng và giao phó cho lão rồng cái cán sâu, và đưa cho lão thì tí nữa lão sẽ set up cho mình một chỗ để nuôi sâu. Mình đến đó và cho con sâu nó ăn thì mình sẽ lấy được cái tinh phách của nó, một cái tinh phách rất là mạnh ấy. Rồi tí nữa cái con sâu nó sẽ được đặt ở ngay đây. Giờ mọi người chỉ cần về và nghỉ ngơi thôi, là nó sẽ reset lại chỗ đấy. Rồi, ngay đây. Đấy, ông sẽ để con sâu ngay đây và mọi người cho nó ăn 3 lần. Đồ thức ăn ăn ấy, thì mọi người đập mấy cái bọc nhện ấy, mấy cái túi tơ nhện nó sẽ rớt ra và có tỷ lệ. Khi rớt ra 3 lần ấy, thì mọi người chỉ cần về đây cho nó ăn đúng 3 lần thôi là xong. Đây là lần thứ 2. Thế mọi người nên farm cho đủ 3 lần luôn rồi, cho nó ăn một lượt cho nó nhanh nhé. Và cho ăn lần cuối. Rồi, và thế là xong. Bây giờ mọi người chỉ cần quay về cái miếu nhỏ và nghỉ ngơi, sau đó là quay lại là nó sẽ trở thành một cái tinh phách ấy. Và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. À, mình quên mất còn chỗ này nữa. Ở đây, khi mà mọi người đánh xong con nhện nhện già rồi ấy, mọi người quay lại chỗ này giúp mình nhé. Chỗ này thì còn một tinh phách nữa mọi người chưa lấy. Đây. Sau khi đánh xong con nhện thì trời sẽ sáng. Và ở đây sẽ có một con dạ xoa. Nó sẽ xuất hiện ở đây cho mọi người lấy tinh phách của nó. Đấy, khi mọi người dùng hồ lô thì sẽ bị trúng độc ấy. Với lại ở tập trước thì sau khi đánh con boss nhện nhị mũi thì ở đây mình có bỏ qua item. Bây giờ mình sẽ quay lại đây để mình lấy. Đây là cái sân đánh boss đầu tiên này. Ở trong đây thì có một chỗ để rương nữa.
Nhưng mà mình quên mất mình đi hơi vội. Ở đây là có một cái rương. Với lại còn một cái rương nữa. Một cái rương nhỏ và một cái rương lớn. Đây, nó nằm ở bên đây. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Đây là khu vực đạo quán của Bách Nhãn Ma Quân. À, cái đạo quán này ấy, thì khi mà thầy trò Đường Tăng đánh bại được 7 con yêu nhện nhện ấy, thì có ghé qua cái đạo quán này và nghĩ đây chỉ là một cái đạo quán bình thường mà thôi để vào xin cơm chay. Nhưng mà chả may sau đây là cái đạo quán của Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn Ma Quân là sư huynh của 7 con yêu nhện nhện đấy. Nên là ở đây thì Bách Nhãn Ma Quân đã đầu độc học các học trò và Đường Tăng để mà hòng ăn thịt được Đường Tăng ấy. Nhưng mà may là Tôn Ngộ Không là kiểu nhìn ra được ấy, cho nên là không có bị trúng độc và phải nhờ rất nhiều người để mà đi đi cứu 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 thầy của mình. Trong đó thì Tôn Ngộ Không có nhờ được vị Bồ Tát này có sử dụng một bảo bối là cây kim để có thể hàng phục được Bách Nhãn Ma Quân. Và tí nữa chúng ta sẽ có cái vật phẩm đấy, sẽ có một cái vật phẩm đấy để có thể hàng phục được Bách Nhãn Ma Quân một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu mọi người không có cái vật phẩm cây kim ấy thì đến lúc mà đánh Bách Nhãn Ma Quân á, sẽ cực kỳ chật vật luôn ấy. Nên chúng ta phải tiến vào map ẩn để mà lấy được cái vật phẩm là cây kim để đánh Bách Nhãn Ma Quân dễ dàng hơn. Khi uống hồ lô thì mọi người sẽ ở trong trạng thái bị độc liên tục. À, cái này khi kết hợp với bộ đồ sau khi hoàn thành chapter 4 ấy, thì nó sẽ kiểu đỡ khổ hơn. Nhưng mà hiện tại thì nó sẽ rất là khổ, nhưng mà đổi lại sát thương gây độc rất là cao. Chơi thì cảm giác như là gây độc cho kẻ thù và cảm giác vui hơn ấy, khi mà kẻ thù bị dịch độc. Thấy không, cứ xây côn như thế này đến khi nào nó trúng độc thì thôi, và nhiều khi nó trúng độc mình cũng vẫn tiếp tục xây côn, kiểu gây sát thương liên tục cộng với lại sát thương độc theo thời gian nữa thì kẻ thù sẽ rất dễ bị hạ gục rất là nhanh chóng. Và khi mọi người mang theo tinh phách con sâu ấy thì nó cũng sẽ tăng thêm tỷ lệ chí mạng cho mọi người khi ở trong trạng thái bị trúng độc nữa. Con hổ này thì cứ định thân lại và xây côn thôi, nó sẽ tự động chúng độc. Cái này khi mà mình ở trạng thái chúng độc thì tích tích độc còn nhanh hơn nữa không.
Vậy là khi cái tinh phách này hoạt động thì nó sẽ dãy dụ và tạo ra một cái vùng đầm lầy độc. Đứng vào trong đó là chắc chắn sẽ bị trúng độc. Và cái đầm lầy độc này nó tồn tại rất là lâu. Nếu như mọi người mà cộng full nó sẽ tồn tại lâu hơn nữa. Và boss mà cứ đứng ở trong cái đầm lầy này sẽ bị tích độc. Và sẽ bị độc liên tục cho đến chết thì thôi. Và tí nữa chúng ta sẽ dùng cái tinh phách này để đến một cái vị trí gọi là farm linh ẩn và kinh nghiệm cũng khá là ok. Nhờ cái phép tự rít độc này. Nếu mọi người thích thì có thể build như thế này để chơi cũng được. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên đến chapter 5 ấy thì hãy build như thế này. Nếu không thì mọi người sẽ khá là chật vật, kiểu chật vật y chang như mình ấy. Là không quen thì sẽ bị rít máu và mang mình vào một cái trạng thái phải nói là nguy hiểm cực kỳ. Rồi, uống cho mình dính độc nè, sau đó lao vào định thân, sau đó xây cô. Đấy, nó sẽ tích độc cho con hổ nè. Đấy, cứ xây côn thôi. Một lối chơi theo kiểu khá là nhàn, chỉ xây côn, tích đủ nụ côn và đập cho một cái. Đấy, sát thương độc cộng với lại các kiểu sẽ có tỷ lệ chí mạng rất là cao. Lối chơi phải nói là rất là chạy tối khi mà chả làm gì cả, cứ đứng ngồi nó xây côn thôi. Găng tay khi mọi người gây tỷ lệ chí mạng lên kẻ thù ấy sẽ tích độc. Cây trượng này khi mọi người ở trong trạng thái trúng độc sẽ tích độc. Và cái con sâu này khi mọi người ở trạng thái bị độc ấy sẽ gây thêm tỷ lệ chí mạng. Và nếu được thì mọi người nên chơi thêm cái thế côn đâm ấy. Khi mọi người xoáy côn thì gây thêm tỷ lệ chí mạng nữa. Nó sẽ liên kết với nhau cực kỳ ghê. Rồi mọi người chú ý ở đây có một thằng đang núp lên sau vách đá nha. Cẩn thận nha. Thôi mình né hơi sớm. Kệ không sao. Ok thế xong. Thấy mình khá là thích con sâu nè, kiểu cứ dãy qua dãy lại, dãy đành đạch và thấy là kẻ thù chết hết ấy. Và đứng trong bãi này còn bị trúng độc nữa, trúng độc tự đi, mình chả phải làm gì cả. Game này có rất nhiều lối chơi khác nhau. Bào chế có gì mới vậy ta? À, đây là vật phẩm khá là ngon nha, khi mọi người sử dụng thì sẽ có xác suất không có tốn bình hồ lô ấy. Mọi người nên sử dụng. Rồi, khi tiến ra ngoài đây thì mọi người đi sang trái trước giùm mình nha. Sang trái sẽ có một chỗ để chúng ta ngồi thiền, để cộng thêm một điểm linh quang. Tên đạo sĩ này quên mất. Con này là một con rắn độc, và khi mình quay côn nó cũng sẽ bị trúng độc, khá là hề. Kiểu người xài độc nhưng bị chết vì độc ấy. Ok, chúng ta thiền định thôi.
À, mình cộng tí điểm. Chắc là cộng vào tí sát thương chí mạng. Ok, cộng vào sát thương chí mạng thôi. Tại vì hiện tại chúng ta có tỷ lệ chí mạng cũng khá là cao rồi. Nếu như kết hợp với phép nếu như kết hợp với cái phép mà cấm tự pháp ấy, thì tỷ lệ chí mạng của người sẽ cao hơn nữa, và sát thương chí mạng cũng sẽ cao hơn nữa. Thì lúc đó mọi người chỉ cần đánh chay thôi, đánh chay và xây côn thôi, đánh chay xây côn tích độc và nó vậy đam cũng khá là to nữa. Nếu mọi người kiểu thích chơi lối chơi thuần đam và đam to đùng thì cứ chơi theo kiểu lối chơi như này và sử dụng phép cấm tự pháp rất là khó chịu luôn. Đi chưa chết à? Ok. Rồi, ở đoạn này ấy, thì ở đây có rất nhiều mấy gã đạo sĩ cộng với lại một gã sư phụ của tụi nó nữa. Mọi người đứng ở ngay chính giữa sử dụng con sâu. Đấy, tạo ra một cái bãi độc khổng lồ. Đấy, lúc này tất cả đạo sĩ xung quanh sẽ bị trúng độc ấy, mọi người đỡ phải đánh. Đó chạy vòng vòng đợi cho tụi đạo sĩ này kiểu ngã xuống hết rồi bắt đầu chúng ta lao vào đánh con boss thôi. Rồi, khá là đơn giản. Giờ chúng ta phải lao vào đánh boss thôi. Khổ thế nhờ, sao lần này nó kiểu để mình đợi nó đi ra ngoài đây cái ta. Quay lại đây nè. Mọi người nhớ dụ boss quay về cái bãi độc nha. Lấy xe côn để mà đỡ mấy cái đòn phi phi gai của nó. Chắc là nó không quay lại rồi. Ok, để mình xử lý mấy gã này trước. Không giống kịch bản cho lắm. Oh, come on. Ok, xích cúc. Rồi, xong. Quá là chật vật. Rồi, khi mà xây côn người tích độc luôn mà. Tích độc tiếp cho mình nha. Đấy, trước khi mà kẻ thù bị trúng độc, boss bị trúng độc rồi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà đập côn thì sẽ đau hơn. Hiện tại thì gã ta dùng cái đòn kiếm để đỡ cho nên là cũng chả có như đam cả. Nhưng mà độc sẽ lo những việc đó cho những con boss mà cứ thích đưa kiếm ra mà đỡ ấy. Thế là xong.
Con này giúp mọi người tăng vừa phải chỉ số kháng độc. Và nó chém lan, nói chung là khá là ngon khi mà đánh nhau với lại một đám quái đông ấy. Và mình cũng ít khi nào sử dụng cái con tinh phách này. Ok, chúng ta sang đây lấy cái món bảo bối gì cái đã. Rồi. Đi tiếp thôi, trong đây còn một đường nữa, rẽ sang phải. Ở đây sẽ có một cái rương nhỏ. Rồi nhảy hai nhịp để được lên. Rồi ta đi tiếp thôi. Rồi, mọi người rẽ sang trái, ở trong đây sẽ có linh ẩn, nhưng mà sẽ có hai con đạo sĩ bọ nằm xuống đây, nên là cứ dụ ra đánh từ từ nhé, đừng đánh hai con cùng một lúc, không thôi là sẽ chật vật mới xong ấy. Còn một con nữa. Trời ạ, à, sao nằm trên đây vậy? Rồi xong, chúng ta lấy linh ẩn và đi tiếp thôi. Nó ngã xuống vẫn để là một bãi độc nha, mọi người cẩn thận kẻo trúng độc. Mà không sao, mình đang chơi nó build phải bị trúng độc mới mạnh mà, nên là mình cũng chả sợ. Ok, nhảy liên tục để ly cầu thang cho nó nhanh nè. Ok, không còn thiếu gì cả, đi tiếp thôi. Ở đoạn này mọi người đi trước cho mình vào trong cái nhà này nhé, đi vào nhà này trước. Đấy, đây là đường phụ và chúng ta sẽ nói chuyện với NPC hồ lô ấy. Nhưng mà trước tiên mọi người dụ giúp mình một đống mấy cái con bọ này, mấy con đạo sĩ bọ này ra cùng một lúc hết nhé. Làm như thế này sẽ khá là nguy hiểm nhưng mà không sao cả. Chúng ta sẽ dùng điểm tinh phách, dùng chiêu tinh phách để mà diệt gọn nó cùng một lúc. Ơ, anh bạn này tại sao bị kẹt thế hả? Ra đây nào. Rồi, sau đó là dụ cái tụi bên kia. Rồi, dụ hết tụi này bên kia. Qua sang cái chỗ này, dụ hết. Rồi. Nhớ giữ khoảng cách nha, sau đó sử dụng điểm tinh phách hóa thành sau, tạo ra cái bãi độc như thế này. Để cho tất cả những con đạo sĩ bọ này trúng độc hết cho mình. Rồi chạy vòng vòng thôi. Nó còn có thể hóa thành con này để chém luôn cho nhanh cũng được. Nhưng mà nhớ dụ tụi nó đứng ở trong cái bãi độc nha, để tụi nó bị trúng độc. Đấy, tí nữa tụi nó tự lăn đùng nó chết đấy mà. Và mọi người có thể farm linh ẩn ở chỗ này cũng được. Đấy, tụi nó sẽ bị trúng độc và lăn ra ngất hết. Và cái tụi đạo sĩ bọ này có tỷ lệ rớt ra một món báu vật nữa nhá. Nên mọi người có thể quay lại đây farm, farm khi nào có thì thôi. Và đây là cách để farm cái báu vật đó nhanh nhất có thể. Là dồn nó lại, sử dụng độc để mà tiêu diệt một phát luôn cho nhanh. Và chúng ta thiền định và chuẩn bị đánh một con hổ. Đây là hổ tinh phách. À, con hổ tinh phách này có tỷ lệ cao rớt ra cái vòng cổ màu vàng, một cái báu vật phải nói là khá là hiếm. Ở đây thì có tổng cộng là 4 con hổ, trong đó là có một con hổ tinh phách. Thì khi mà đánh bại con hổ tinh phách này thì nó sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mà mọi người có thể đánh 3 con hổ còn lại để mà farm cái vòng cổ báu vật này. Và chỉ có thể farm mới rớt ra thôi nhé.
Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ có một chỗ để farm cái vòng cổ này. Và farm nó cũng sẽ khá là khó. Nếu như mà ai may mắn ra luôn phát đầu tiên thì mình xin chúc mừng là mọi người phải đỡ phải đi farm lại. Tại vì mình farm cái vòng cổ này rất là cực. Rất là cực luôn ấy. Tại vì farm rất là khó ra. Mình phải mất đâu đó tầm cỡ 4 tiếng farm nó mới ra ấy. Và con này có tỷ lệ cao nhất, cho nên là nếu mọi người mà đánh con này ra luôn thì xin chúc mừng mọi người luôn á. Rồi ở đây thì mình xài cái trò chống gậy này để đánh nó nhanh hơn. Sao nó bị làm sao nhỉ? Khá là quái. Hôm nay cái con tinh phách này nó khôn phết đấy chứ. Bình thường nó lao vào nó đánh mình liên tục, nhưng lần này thì nó giữ khoảng cách thế nhở. Ây à, không ổn rồi. Này thì khôn lỗi này. Định thân lại luôn. Dậy. Nó bị trúng độc chưa ta? Ây da. À, bình thường nó sẽ bị trúng độc mọi người. À, chúng ta lấy tinh phách nó và đi tiếp thôi. Bị lỗi gì nhỉ? Nãy giờ mình nhấn liên tục không lấy được tinh phách. Rồi lên đây chúng ta sẽ nói chuyện với lại NPC có cái bình hồ lô to đùng sau lưng ấy. À, mọi người nhớ gặp ổng là phải nói chuyện nha. Để chúng ta có thể đổi được cái bình hồ lô 10 lần uống ở chapter 5. Chung 人间又一年。 Rồi sau khi nói chuyện xong chúng ta đi tiếp với lại con đường cốt truyện chính thôi. Lên ẩn ở trên đây còn một cái rương nữa và nó được canh chừng bởi một đạo sĩ bọ. Đây hắn ta đang nằm ngủ ngay cái rương. Nếu mọi người có thể sử dụng cái trò này để mà không bị gã xì tuôn ấy, kiểu mỗi lần con này nó đánh chúng ta sẽ bị ngắt nhịp, sẽ bị khựng khựng khựng, nhưng mà cái trò quay côn này sẽ gây đam liên tục mà không bị khựng nữa. Đã vậy còn cộng điểm nộ côn rất nhiều nữa. Đây cái trò này rất chi là khó chịu. Nhưng mà đối với những con có đòn đánh khá là nặng ấy, sẽ làm chúng ta bị ngã nhé. Những cái đòn đánh thường thường thì chúng ta cứ xây thôi. Xây đến khi nào mà kẻ thù đi trước thì thôi. Ok xong rồi. Ở trên đây cũng sẽ còn vài đạo sĩ bọ nữa. Ở cái lối chơi máy bay trực thăng này thì mọi người cứ cứ chạy cối, quay côn đến chết thì thôi. Đó là cách chơi của cái lối chơi này. Và sau đó dùng 4 điểm côn mà đập cho kẻ thù một cái. Mình sẽ gọi đây là lối chơi máy bay trực thăng tại vì chúng ta cứ xoay côn liên tục ấy. Rồi thế là xong.
Rồi, ở đây sẽ có chia ra làm hai đường. Con đường phía trước của chúng ta đang đi chính là chỗ để đánh boss cuối của chapter này. Còn con đường kia là con đường dẫn đến cái map ẩn của cái chapter. Và đó chính là nơi mà chúng ta lấy cái pháp bảo, cái kim để chúng ta đánh con boss cuối dễ dàng hơn. Và chính chỗ này luôn cũng sẽ là cái chỗ để chúng ta farm cái vòng cổ báu vật khi chúng ta đánh con hổ này. Đánh con hổ này sẽ có tỷ lệ rớt ra cái vòng cổ đấy. Mọi người sẽ phải lặp đi lặp lại ở chỗ này cho đến khi nào mà ra cái vật phẩm đấy thì thôi. Rồi, chúng ta thắp hương ở cái miếu nhỏ này. Rồi, ok, chúng ta đi lên trên đây trước nhé. Khi đến đây thì sẽ có một NPC nói là chúng ta hãy đi đi, đừng đến gần. Và đó là Tứ Muội. Tứ Muội cảnh báo chúng ta đừng đến gần cái chỗ này. Và đây là vị trí của lá bùa thứ tư, cũng là lá bùa cuối cùng trong bốn lá bùa được phong ấn ở cái ở nơi này, ở chapter 4 này. Và chúng ta lấy cái linh đơn ở đây. Đây là cái linh đơn được Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Và có rất nhiều người chơi nói đây là cái linh đơn đã luyện một NPC. Và NPC đó chính là NPC vừa cảnh báo chúng ta là hãy chạy đi. Đó chính là Tứ Muội. Thực sự thì sau khi gỡ được hết bốn lá bùa này, thả tự do được cho Tứ Muội và những yêu tinh ở đây, thì chúng ta cũng không thể nào cứu được Tứ Muội thoát khỏi được vòng lưới của Thái Thượng Lão Quân. Là Thái Thượng Lão Quân đã bắt Tứ Muội lại và luyện thành một viên linh đơn, và bảo mình là hãy lên trời để mà lấy để cứu Tứ Muội ấy. Tí nữa chúng ta sẽ gặp lão hạt ấy. Một trước tiên là đánh xong cái con quái này cái đã, rồi lên đây chúng ta còn một cái rương nữa. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta đi xuống và tháo cái lá bùa đó ra thôi. Khi tháo lá bùa này ra thì mọi người sẽ đối đầu với lại một con boss, nó là Vương Linh Quang. Đây là con boss đã tố cáo, đây là con boss đã tố cáo chư bát giới là đã kiểu nhìn lén tiên nữ trên trời ấy, để cho chư bát giới phải bị đày xuống dưới trần gian đi thỉnh kinh các kiểu. Và chúng ta sẽ đối đầu với con boss này, nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ đánh được một chút xíu thôi. Nhưng sau này tới chép trên năm chúng ta mới đối đầu thực sự với Vương Linh Quang. Mọi người cứ thông thả đánh thôi, tí nữa kiểu mình sẽ được tha ấy. Nhưng mà chắc cũng chả cần thiết. Và trên đầu Vương Linh Quang đó chính là một cái bàn tay. Và bàn tay này chính là bàn tay của Ngọc Hoàng Đại Đế. Kiểu khi thấy Vương Linh Quang cũng giống như là thấy cánh tay của cánh tay phải của Ngọc Hoàng vậy. Cho nên là ai cũng sẽ chấp pháp Kim Minh khi có Vương Linh Quang xuất hiện. Ở kìa, cái quái nào nó gấp được cái. Ok, sao vậy? Đây, khi chúng đọc rồi mọi người cứ cần cầm gậy đập cho một cái thôi, đánh một xíu máu là bắt đầu vào đoạn cutscene thôi. Bây giờ chúng ta vẫn chưa đánh Vương Linh Quang thực sự.饶他一命。你这泼猴，都第几世了，还是这般不通人情？自己莽撞闯祸，搅了天上的买卖也就罢了，还烧上个自不量力的小女娃。哎，你放心。
我定会将它好生炼成颗金丹，替你收着。你若下辈子还要闹腾， rồi xong rồi chúng ta lại quay về cái miếu nhỏ khi nãy nghỉ ngơi và tiến tới cái vị trí gọi là map ẩn của cái chapter này. Rồi, chúng ta đi ra ngoài nha. Ok, mình vẫn muốn thử vận may một chút. Ok, khá là xui. Ok, đi tiếp vậy. Rồi, chúng ta cứ tiến thẳng đến đây. Ở đây có một cái rương với lại một cái đạo sĩ bọ nữa đang nằm ngủ ở đây. Nói về cái tụi đạo sĩ bọ này thì Bách Nhãn Ma Quân có thí nghiệm ra một cái loại một loại kiểu giống như chang như là bọ. Khi mà người một đạo sĩ nào đó sử dụng cái dược phẩm này thì sẽ được tăng sức mạnh, kiểu được cường tráng sức mạnh lên á, nhưng mà họ sẽ bị họ sẽ bị hóa thành mấy con bọ như thế này. Thì đó chính là cái tác dụng phụ cho một cái sản phẩm thí nghiệm chưa được hoàn thiện. Đấy, họ sẽ bị mất lý trí và trở thành một con yêu quái bọ như thế này và không kiểm soát được bản thân, cứ như zombie vậy. Và tí nữa chúng ta sẽ biết được hình dạng của cái loại thần dược đã nâng cấp sức mạnh cho những tu sĩ ở đây, những đạo sĩ ở đây. Rồi, ở đây thì chia ra hai đường nhé. Đường này chính là đường phụ, còn đây là đường dẫn đến cái map ẩn. Ok, trước tiên chúng ta cần phải đi cái đường này trước đã. Ở đây thì sẽ có một cái loại rượu giúp chúng ta hồi phục nguyên khí. Nguyên khí ở đây là tinh phách đấy mọi người. Có thể giúp chúng ta hồi tinh phách nhanh hơn mỗi lần uống uống rượu. Mọi người lưu ý ở đây có một số cái nấm đầu khỉ như thế này. Thì cái nấm hiện tại mình đang lụm ấy thì nó là nấm bình thường thôi. Nhưng mà mọi người lưu ý cái nấm này nha. Đây, cái nấm chính giữa này này. Thì nó là một con boss. Và mọi người khi nhặt nó lên mọi người sẽ đánh nhau với nó. Và mọi người cẩn thận, con này có khả năng tự hồi máu được. Và tinh phách của nó cũng sẽ giúp mọi người hồi máu. Một tinh phách khá là ngon. Ok, mình solo save với nó. Chắc chắn là mình sẽ thua ấy, cho nên là thôi vậy. Và nó xài độc nhưng mà nó vẫn bị trúng độc ấy. Ây da, bất cẩn rồi. Đấy mọi người chú ý cái đòn vừa rồi đó nhá. Những cái tia đấy của nó khi mà đánh trúng bất cứ vật thể nào ấy thì sẽ lập tức hồi máu lại cho nó. Đấy, ống máu lại được hồi nè. Rất là khó chịu luôn. Cho nên là đừng để những cái đòn tia xanh đấy bắn trúng. Và cố gắng dồn cho nó chết thật nhanh nhất có thể. Kéo lại hồi máu nữa. Con này nó cứ hồi máu liên tục rồi. Rồi, chúng ta sẽ được hạt giống nấm đầu khỉ.
và tinh phách của nó. Tinh phách này rất là ngon nhé. Và đây, đây là bình rượu giúp chúng ta hồi phục nguyên khí khi mà sử dụng hồ lô. À, khi mọi người quay côn mà không đủ để lượng nguyên khí để mà hồi lại tinh phách ý, thì mọi người có thể uống hồ lô để có thể hồi đầy luôn. Và đây cũng là cái cách để mà khi mà đánh nhau với boss mà mọi người sử dụng những cái con tinh phách gây băng ấy. À, chưa hồi kịp thì mọi người có thể uống hồ lô để mà hồi cho kịp cái nguyên khí của tinh phách. Để mọi người có thể sử dụng tiếp tục chuỗi combo đóng băng boss. Nhiều khi một số giai đoạn là mọi người sử dụng tinh phách đóng băng ấy thì boss sẽ không bị đóng băng. Tại vì khi máu càng thấp thì boss nó sẽ càng chống chịu lại được mấy cái debuff đóng băng ấy. Cho nên là chúng ta cần cái bình rượu này. Ok, khi chúng ta tiến xuống đây chúng ta sẽ gặp lại cái con boss nhiều tay. Mọi người phải đánh con boss đó trước. Ở cái tập 1 chapter 4 mình đã từng quay ấy. Thì mọi người phải đánh nó trước thì sang đây mọi người mới có thể gặp nó ở đây nhé. Còn nếu không thì mọi người sẽ không có đoạn cutscene này. Tại vì mọi người chưa giải thoát ra khỏi cái cán trước ấy. Mà đánh gã thì cũng dễ thôi, gã cũng chả có gì thay đổi cả. Và con này có 2 phay. Người lại cứ tiếp tục đánh vào lưng thôi. Cho chặt mấy cánh tay của gã. Chặt tay của gã thì gã sẽ mau hết máu hơn. Đánh kiểu còn 1/3 phần máu thì hắn ta bắt đầu vào phê 2. <笑>我用的直接去了，是我上了那老道士的当，刚才的毒斗，不作数，想知如何克那魔君，就与我堂堂正正。 Rồi sang phase 2 thì hắn ta có một số đòn mới nhưng mà cũng chả có khác gì cả. Đấy, và thế là xong. Và đây là một con boss khá là quân tử. Khi nó thua, nó chấp nhận, chịu thua và chấp nhận chỉ cho chúng ta đường đến lấy cái pháp bảo. Có thể đánh bại được Bách Nhãn Ma Quân.
Rồi trước tiên vào bức tranh ấy thì chúng ta đi ra đây trước. Ở trên đây vẫn còn một cái rương nữa. Với lại mọi người chú ý cái gốc cây này nha. Cái gốc cây này ấy, khi mọi người chơi sang New Game Cộng ấy, nó sẽ có một cái rương ở đây nữa. Và nó chỉ xuất hiện ở New Game Cộng mà thôi. Nó là một cái rương đựng một cái báu vật. Thì khi mọi người lượm được cái rương đấy thì mọi người sẽ hoàn thành được tất cả những báu vật. Nếu như chapter đầu tiên mọi người farm ra tất cả những báu vật từ những con quái hết rồi thì cái báu vật và cái rương nó nằm sẽ nằm ở ngay cái gốc cây này. Nói chung là mọi người không cần phải farm cho đầy đủ đâu, tại vì sang New Game Cộng thì nó sẽ nằm ở đấy. Nói chung là sang New Game Cộng sẽ nằm ở đấy. Và ở đây còn một cái rương lớn nữa. Cái thuốc này thì giúp cho mọi người trong một khoảng thời gian dài ấy, mọi người nghĩ mà là mọi người chuẩn bị ngã xuống rồi thì mọi người hãy uống cái uống cái loại thuốc này vào thì mọi người sẽ được một lần hồi sinh. Hiểu đơn giản như thế thôi, nhưng mà nó có một khoảng thời gian tồn tại nha. Nếu mọi người uống mà mọi người không ngã xuống ấy, thì nó sẽ mất thì không được tính đâu. Ok, chúng ta đi vào thế giới trong tranh thôi.